Bây giờ vẫn là rap nữa nhưng mà just rap, chỉ là rap thôi. We Seven Hand. Yeah. Just rap. Về skill thì bình thường, nói chung là em được nhất là phần diễn xuất. Khi cái đoạn đầu của một cái thì anh nghe em lo kiểu như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chỉ nghe được gì không? Nhưng mà được cái khúc sau á, nó cũng là cái phần trình diễn của khúc sau tiến rất là tốt. Cái bài này nó sẽ, anh nghĩ nó sẽ hay gấp đôi nếu mà em thu âm bài này chứ không phải là diễn live. Diễn live em lựa cái flow như vậy là sai lầm. Khúc thì nó cũng nó hòa lẫn với River quá. Nghe đầu bài của bài nó cũng có cái điểm nhấn tốt như River.